Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2013. Đêm hôm chúng ta đã có cái dịp chia sẻ với nhau về đời sống thì như nhau, nhưng mà phẩm chất đời sống bên trong của các vị nó tạo thành sự khác biệt. Thế rồi hôm nay cái vấn đề chúng ta đi tiếp đó là tại sao ta chọn đời sống xuất gia. Thưa các vị, mình dành những cái điều này chia sẻ trong nội bộ, tức là mình muốn đóng góp một chút gì sự có mặt của mình ở nơi đây cho quý sư cô. Câu hỏi này hỏi thì dễ mà trả lời thì khó, phải không? Thông thường nếu có một cư sĩ phát tâm xuất gia thì các cô sẽ hỏi họ ra làm sao, tại sao đi tu. Thế rồi người ta trả lời mấy cách. Ví dụ như cô trả lời sao? À, cắt đứt phiền não để nên đi tu. Ví dụ như cô. À, còn nếu cô? Dạ, nếu con chọn đời sống xuất gia thì. Tóm lại là muốn bỏ phiền não, cắt đứt khổ đau, chấm dứt sinh tử. Lý tưởng cao nhất nó là như vậy thôi. Nhưng mà thưa các vị, mình mới học được điều này, mình truyền đạt cái nghề để cho quý sư cô tuyển người xuất gia nghe. Mình qua bên Florida tổ chức một khóa tu. Thế rồi mình gặp một số các thầy bàn với nhau về cái chuyện nếu mình phải chọn người xuất gia thì nên chọn cách nào. Thì quý thầy nói kỳ thực á, là cái tiêu chuẩn duy nhất để mình chọn người xuất gia và bền bỉ nhất và họ có duyên lành nhiều đời nhất là họ cảm thấy họ tự nhiên là thích đời sống làm người xuất gia, họ xuất gia. Thì cái nguyên nhân này nó đưa đến cái sự bền bỉ bồ đề tâm vô cùng, thưa các vị. Họ không cảm thấy đời sống ở gia đình là cần thiết nữa. Cái điều rất là tự nhiên, rất là đơn giản và vô cùng là giản dị. Đó là họ không thích ở đời nữa, họ thích được làm người xuất gia, được mặc áo Như Lai, họ thấy yêu mến đời sống người tu nên họ tu thôi. Còn những vấn đề lý tưởng kia thì khoan tính. Tại sao? Thưa các vị, cái điều rất rõ là ngay ở đời sống Mỹ này, các vị ở tại nhà, các vị cũng có thể sắp xếp đời sống tu tập được. Nếu các vị muốn học Phật Pháp thì không thiếu điều kiện để học Phật Pháp nghe. Tại vì thầy giỏi có, thầy truyền thống Tịnh Tông có, Thiền Tông có, Thiền Vipassana có, thầy Nhật có, thầy Ấn Độ, thầy Miến Điện, thầy Việt Nam đều có cả. Tức là cái điều kiện học Phật Pháp để phát triển năng lực hiểu biết của mình về Phật học á, nó không có thiếu. Cho nên cái yếu tố vô cùng là căn bản và duy nhất đó là tôi cảm thấy rất yêu mến đời sống người xuất gia, rất thích được mặc pháp phục Như Lai. Tôi không thể cảm thấy là ở nhà là hạnh phúc nữa, tôi thấy đời sống người tu là hạnh phúc. Giết chết tôi cũng thích mặc áo người tu thôi. Đây là cái điều kiện duy nhất. Và các vị phải làm thế nào khi các vị cảm thấy đời sống mình gắn bó vô cùng với cái chiếc áo người tu á, các vị vô cùng hạnh phúc khi được đắp pháp y, vô cùng hạnh phúc khi được cạo tóc, vô cùng hạnh phúc khi được ở chùa, vô cùng hạnh phúc khi được tiếp xúc với các thầy, thì cái duyên lành nó lớn không biết đến đâu mà nói. Còn những nhân duyên khác thì ta có thể làm nó khởi phát bằng cái suy nghĩ của ta, bằng ý chí của ta dẫn đạo. Nhưng mà những cái điều mình nói nó rất là thâm sâu, nó bằng cái cảm tình của các vị rất là lâu đời đã gắn bó được với đạo. Mình kể một cái chuyện nó rất là thực tế này các vị thấy. Cách đây chừng 5-10 năm gì đó, khi sư ông Hoàng Mai vô bằng pháp ở Bắc Mỹ, tức là ở miền Bắc Cali, thế là một nhóm con nít nó phát tâm nó xuất gia, trong đó có một đứa nó mới 15 tuổi thôi, nó viết cái thư nó xin được xuất gia và nó còn học chưa xong trung học mà, và nó là dân Việt Nam nhưng ở Mỹ nó nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt nữa. Thế rồi nó viết cái thư bằng tiếng Mỹ lên ông cụ Hoàng Mai hỏi chứ tại sao con xuất gia. Nó nói nó thích được xuất gia thôi chứ không có tại sao hết á. Thế này cụ cười cười, nó còn nhỏ quá,
ở nhà học hành cho đàng hoàng rồi xuất gia sao. Thế rồi nó về nó cảm thấy nó vô cùng buồn bã. Thế rồi sau nó viết thêm một cái thư là con muốn đi tu. Thế rồi sau đó ông cụ đành phải chấp nhận cho nó đi xuất gia. Và khi chấp nhận rồi thì nó mới có 15 tuổi, và gia đình thì không có kịp chuẩn bị chi cả, cho nên cái nguyên tắc là phải bố mẹ đưa đi thì mới được phép xuất gia. Đằng này không có ai có thể đưa đi được, tại vì giấy tờ passport họ chưa làm. Thế rồi em của cô mới có 12 tuổi thôi, thay cho gia đình đưa cô bé từ bên Mỹ qua tới bên Pháp để xuất gia. Thế là cái chị nhỏ 12 tuổi thì các vị biết rằng nó mới học lớp mấy đó, chưa có hết trung học mà. Nó đưa chị nó qua bên làng xuất gia. Sau khi chị nó xuất gia rồi thì nó không chịu về. Nó nói tôi ở đây, nhà tôi ở đây. Rồi cùng với những người khác, tức là bè bạn của cái bác đó, cùng đi mới năn nỉ nó, thôi con à, con về với bác đi. Chứ bác dẫn con qua đây rồi con ở ra đây, con không về thì bác về nhà bố mẹ con kiện bác chết. Thôi thương bác, về đi cái đã. Thế rồi nó về nó khóc. Từ miền Nam nước Pháp, tức là từ Bordeaux ra tới phi trường Sài Gòn, tức là phi trường Paris, là phải năn nỉ nó, con đừng khóc con khóc rồi cảnh sát Pháp nó tưởng là cô bắt con nít đi thì tội với cô nữa, nó bắt cô à. Thôi nín đi, về nhà tính. Thế rồi nó nín, nó về nhà. Rồi cứ mỗi ngày đi học về nó nói tại sao, tại sao chỉ nó đi tu được mà nó không đi tu được. Nhà nó không phải ở đây, nhà nó ở bên kia kìa, nơi chốn mà nó sẽ sống cả đời là tu viện chứ không phải nơi đây. Và ta hình dung rằng bố mẹ phải năn nỉ cho tới lúc nó chừng 15, 17 tuổi, đã tới mới học lớp 9, hết lớp 9 thôi. Cảnh quyết một lần là đi tu thôi. Mà gia đình người ta chỉ có hai đứa gái, thế là cho anh đi tu. Và nó học cực kỳ giỏi. Nó đi tu thì các người chị lớn thấy nó, đứa bé vô cùng kháu khỉnh và thông minh. Và gia đình của nó thì cũng dốt, cho nên mang cái giấy của cái đại học Harvard ta mời, tại vì nó thông minh quá cho nên ta mời nó đi vô trường để chu cấp cho nó học bổng. Hỏi quý sư cô là người ta gửi thơ cho con bé này không biết thơ chi. Thì các cái người chị lớn xuất gia nhìn thấy họ vô cùng là ghét, tại vì họ tưởng lầm rằng là gia đình muốn khoe mẽ về con, cho nên họ mới hâm nói mi liệu hồn mà đi về đi, không thể xuất gia được, mà nếu mi xuất gia được thì không ở đây được đâu, ta hành mi cho tới chết. Thưa các vị, thế rồi tới chừng con bé nó xuất gia thì các vị hình dung rằng là những người chị lớn và ra tay bà nào cũng đầy nanh vuốt cả, và con bé nó vẫn vô cùng hiên ngang, hành nó thì cứ hành nhưng mà nó vẫn sống hiên ngang. Thế rồi cái bệnh thập tử nhất sinh, cho nên gia đình mang về Mỹ đi nuôi dưỡng nó. Nuôi nó rồi khi nó hết bệnh rồi nó bắt đầu, nó nghĩ rằng là nó đã bỏ học dở dang, cho nên nó bắt đầu học lại. Nó lấy lớp trên mạng, tức là học hàm thụ thôi. Trong vòng có một năm rưỡi, từ lớp 9, lớp 10, 11, 12 thi đậu lớp 12 và bắt đầu lấy lớp đi vô college học. Trong vòng một năm học xong chương trình của college và bắt đầu đi vào đại học liền. Và mình hỏi chứ con học bao nhiêu unit? Nó nói thưa thầy 36 unit trong một học kỳ. Và khi nói điều đó thì không ai có thể tin được, tại vì không có thì giờ, không có khả năng để lấy lớp ngần đó. Thưa các vị, người ta lấy 18 unit là giỏi lắm rồi, còn nó không có. Nó học một lần hai trường đại học. Đôi khi nó đến mình hỏi chứ con học sao hay vậy? Nói con có học gì đâu thầy. Khuya con châm trà con uống, con đọc Tương Ưng Bộ Kinh, đọc Trường Bộ Kinh, tức là con đọc văn học Phật giáo bằng tiếng Anh thôi, chứ còn con không có buồn học cái chi cả. Thế nhưng mà con thi tự nhiên sao nó đậu thầy. Thậm chí là bây giờ nó đang học ở UC mà nó thi là A cộng. Nó nói thưa thầy, một tuần trung bình con phải giải quyết tới 5 bài viết, và cô giáo con có vô cùng thương con. Và vừa rồi viết một bài, thầy giáo nói từ ngày tao dạy học cho tới giờ tao chưa từng gặp một bài viết mà hay như mày viết. Thế là cái chuyện mình kể là một hôm nó đi vô trường, thầy giáo hỏi chứ nghe nói là mi là kẻ khỏe mạnh, mi có dám giật tay tao? Nó ok, đặt tay lên bàn cái kinh này thách ông đó. Và ông giáo kia thì rất là khỏe mạnh, nhưng mà đặt tay lên giật tay, nó giật cứ bùm rớt tay liền. Hỏi chứ
tại sao mày khỏe mạnh vậy? Nó tao đi vô tu tao cắt cỏ không đó, lái máy cắt cỏ. Thưa các vị, mình kể cái chuyện này nó vui nhưng mà nó rất thực để chứng minh một điều. Thưa các vị, dường như là chúng ta đặt rất là nhiều lý tưởng, nhưng mà cái lý tưởng tối cao nhất là các vị phải thấy rằng một khi mình luyện vào chùa là mình sống mình chết với đạo, được khoác cái pháp y của Phật là điều hạnh phúc nhất trong đời sống này. Và nếu mình làm được điều này, thưa các vị, từng ngày sống ở trong đạo, từng giờ phút tu, một niềm hạnh phúc rạng rào, không có một cái lý do gì mà làm ta rớt ra khỏi đạo cả. Dù cho đất trời có sụp, dù cái hành tinh này có vỡ tan ra thành từng mảnh, cũng không có làm ta ngao ngán con đường tu. Đừng nói cái chuyện mà vô trong chùa một chút cực nhọc, một chút xung đột với anh với chị, hoặc là một chút bị hất hủi do thầy do bạn. Thưa, không có chuyện đó bao giờ. Chết thì chết, nhưng mà thưa các vị, không hề bỏ chùa, không hề bỏ pháp y, không hề rời đời sống tu. Nếu khởi được cái tâm như thế thì thưa, đó là cái điều kiện tiên quyết nhất để mình sống đời sống tu. Tôi cũng không lường được là có những đứa bé nó vô cùng thông minh, nó là cái dạng tái lai sao mình không biết, cực thông minh. Một hôm mình quá gian, nó trên đường về đi dạy về, nó nói đố thầy con được bao nhiêu điểm trong kỳ thi tốt nghiệp. Mình cười, nó có lẽ được 80 điểm. Cái nó cười ngất. Thế rồi con bạn của nó, nó thưa thầy không phải như vậy. Thế thì nó đưa cái bài tập của nó, bài kiểm tra đó, thì tới 132 điểm. Tôi nói ủa, cái chuyện lạ, tại sao Mỹ nó cho điểm thì trên 100% là sao? Nó thưa thầy, ngoài cái bài kiểm tra, bài thi á, nó còn có những câu hỏi trắc nghiệm trí thông minh, và nó trả lời sạch xanh, cho nên cộng với cái số điểm nó làm trong những câu hỏi trắc nghiệm á, thì nó tăng được 30 mấy điểm, chứ có gì lạ đâu. Và thưa các vị, từ lúc bé nó đã được những cái trường đại học mời. Thế rồi bây giờ thì cũng bắt đầu vậy. Hình dung rằng là nó chỉ cần trong vòng có 1.5 năm là nó lấy luôn từ cái lớp 9, lớp 10, 1, 2 cái cụp và thi đậu liền. Và trong vòng 1 năm thôi giải quyết xong chương trình college. Và trong vòng 2 năm giải quyết xong một cái trường đại học y. Nó không phải y học của Tây Phương mà cái đại học y của Trung Hoa họ mở ra ở Lod á. Và bây giờ đang học ở UC. Thế thì các vị hình dung rằng là không biết là nó là cái loại chi thì ta không biết, nhưng mà rõ ràng là cái điều mình nhắc lại đây để cống hiến cho đại chúng đó là ngày xưa thì người ta có những cái tiêu chuẩn để đặt ra đối với vấn đề người xuất gia, không vì trốn nợ, không vì lánh nạn, không vì buồn đời, không vì tật bệnh, không vì thất tình, vân vân, mà đi tu là vì phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà bây giờ thì mình khám phá ra là theo như một nhóm huynh đệ bạn nhau, là cái yếu tố đầu tiên để làm thành những người xuất gia gắn bó trọn vẹn đời sống với đạo là anh cảm thấy là anh vô cùng gắn bó, anh cảm thấy là đây mới là đời sống của anh, đây mới là nhà của anh, anh không thể sống ở trong đời một ngày nào nữa cả. Cái nỗi buồn chán ủ ê khi anh về với gia đình, anh không cảm thấy thoải mái chút nào, anh chỉ thấy nơi đây là nơi anh sống. Thế thì yếu tố này nó tạo thành một cái con người, thưa các vị, dù chết không thối Bồ Đề Tâm, dù có liệng ra ngoài đống rác cũng bò vô tu nghe, dù cái trái đất này vỡ vụn người ta cũng không có thể mất pháp y. Chuyện nó là như vậy. Thế cho nên nếu các vị vẫn còn chưa cảm thấy cái niềm thiết tha của mình đối với đạo thì các vị không thể sống viên mãn được cái kiếp sống của một người tu. Các vị còn chưa cảm thấy mình thực sự thiết tha thì thưa các vị, mất một hình hài này rồi, ta không có cơ hội trở lại để hình thành một người xuất gia trong tương lai nếu ta chưa giải quyết xong việc tử sinh. Phải khởi tâm như thế thôi. Mình hình dung rằng ông cụ Trúc Lâm sinh ra ở cái vùng rạch ra rất là heo hút, không có bóng dáng Phật Pháp gì. Thế nhưng mà mỗi lần đi ngang qua cái chùa Đồng Đế nghe tiếng chuông đồng vọng là ông cụ không đi được. Cụ ngồi trên bờ đê ruộng á, lòng cảm thấy nó bồn chồn, nó thao thức, nó có một cái gì thôi thúc muốn đi tu thôi. Tới chừng lên trên núi Sam, thưa các vị cũng thế. Thế thì cái tiếng gọi của quá khứ đối với đời sống gắn liền với đạo á, nó thôi thúc. Cho nên đời này, đời sau, đời nào sinh ra đều gặp chánh pháp, đời nào sinh ra cũng mong muốn làm một người tu. Cho nên thưa các vị,
Một trong những điều mình học được lúc mình đi cùng nơi khắp chốn đó là khi các vị đắp y, các vị nên làm một việc nâng pháp y ngang tráng vậy, khấn thầm nguyện với mười phương chư Như Lai, nguyện với Đức Thế Tôn, nguyện với chư vị tổ sư, là con nguyện đời đời kiếp kiếp không rời pháp y. Con nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra là được làm đệ tử Phật, sinh ra là được đắp pháp y, sinh ra là được làm người xuất gia tu học. Và trân trọng pháp y của ta, trân trọng đời sống xuất gia của ta. Bằng không thì các vị không thể làm cho đời sống mình trở thành cao quý được. Mình chỉ sống lay lắc trong đạo, kiếm cái đời sống gọi là dễ dãi, an ổn, ít phiền não, tiếp cận được chánh pháp để tu lai rai, bữa được bữa không, và thả câu cuộc đời như nước lớn nước rồng thôi, chứ không thể phát triển được bồ đề tâm cao hơn, thành đạt được sự giác ngộ. Cho nên yếu tố đầu tiên phải dựng dậy trong tâm thức của những người xuất gia cái ý niệm như thế. Và nếu người Phật tử nào chưa đủ cái niềm yêu mến đạo thiết tha vậy, họ muốn học Phật pháp thì thôi, biểu họ thiếu gì cái điều kiện để kịp một tủ tới đó mà nghe mà học. CD của mấy thầy đầy á, sách đó, đọc đi, học Phật pháp. Thực sự người mà muốn xuất gia là phải đặt cái yếu tố như thế này thì thưa các vị mới có khả năng trở thành một người nuôi dạy được, chuyển hóa được. Bằng không thì mình đụng tới họ cái họ phiền não về, đụng tới họ cái họ cảm thấy không cần gắn bó với chùa làm chi, và cảm thấy là ở chùa cũng vậy, cơm mình thọ dụng, nhà mình có khi nó còn điều kiện tốt hơn ở chùa nữa, không bận biểu. Mình vô đây mấy sư cô trẻ trẻ mới nức mắt mà chỉ mình biểu làm cái này làm cái kia, trong khi sư cô trụ trì không làm chi cả. Và mình vô cùng là khó chịu cái chuyện là ở chùa phải xung đột với huynh với đệ, nhiều người tánh tình rất là khó chịu, mình không thể sống được. Nhưng mà nếu bồ đề tâm của các vị được đặt trên nền tảng này, thưa các vị, liền các vị vào cái hố rác vô cùng hôi hám, các vị cũng vẫn là người luôn giữ gìn mảnh pháp y và luôn gắn liền đời sống mình với Dạ Lam tự viện để tu. Đó là ý thứ nhất, các vị nhận diện điều này cho kỹ nha. Cho nên để chọn được người xuất gia, người xưa có một cái quy định, đó là quy định của người xưa, là lý tưởng của chúng ta. Và phần C là hãy tự hỏi bản thân mình. Có một cái câu nguyện, nguyện cho con là phiền não vơi nhẹ, nguyện cho con bồ đề tâm vững vàng, đời này không thành đạt được sự nghiệp giải thoát thì kiếp sau sinh ra lục căn hoàn cụ, tức là mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, phải không? Sinh ra trong vùng trung thổ, tức là nơi vùng đất nước có nền văn minh. Rồi cái chi nữa? Có ánh sáng Phật pháp. Và cái nguyện tối yếu là sinh con ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo, phải không? Tuổi còn trẻ xuất gia và chưa biết gì về đời sống nhân gian cả, chưa trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, chưa bị thất tình thất vọng gì cả, con đi tu sớm để làm cái gì vậy? Đó là lời nguyện mà có khi tái lai nhiều kiếp mình mới làm được nghe. Để làm chi vậy? Thưa các vị, để tâm hồn mình nó trong trẻo, nó ngây ngô, nó có thể tiếp nhận được cái pháp một cách rất là dễ dàng. Bằng không thì một đời chúng ta đã trải qua tới hơn nửa phần đời hoặc quá nửa phần đời vùi người trong cái đống phiền não của nhân gian. Các vị đi tu bình thường mới tu thì chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng mà càng tu lâu tâm càng lắng á, ý thức của mình nó bớt lăng xăng sao động, nó có một quãng lắng nhất định, thì những cái kỷ niệm vui buồn của trần thế nó có cơ hội nó bộc phát lại, nó cuồn cuộn kéo về như một cuồng phim. Quá khứ xa thì nó chưa về, nhưng quá khứ gần trong một đời người thì nó cuồn cuộn tràn về. Thế thì cái công phu thiền tọ của chúng ta rất là khó là như vậy. Cho nên tổ xưa sáng tác những bài sám nguyện là xin cho con ấu niên xuất gia đồng chân nhập đạo là như vậy, để cho các vị có thể chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện tiền rất là dễ, gột bỏ phiền não khổ đau rất là dễ. Bằng không thì phải có lực dụng rất là mạnh, mình mới có khả năng đi ngang qua được những cái kỷ niệm quá khứ của mình nó tràn về. Cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tôi ví dụ, bình thường thì cái chuyện nhớ của các vị về quá khứ nó không có phải là
dễ dàng, do vì bao nhiêu hình ảnh nó nhập nhò đến tâm thức các vị. Thế nhưng mà một buổi nào chiều trời yên vắng, mùa đông giá lạnh, không có làm việc chi, bạn bè không tới, gia đình bình ổn, thì lúc đó cái chuyện gì nó phát sinh? Bao nhiêu quá khứ vui buồn nó tràn về. Cái cơn giận mình cất 18 năm nay tự nhiên nó ùa lên trong tâm thức của mình. Cái nỗi buồn dìm sâu dưới đáy lòng 20 năm rồi mình không dám đụng tới, tự nhiên một buổi chiều trời nào đó cái tự nhiên nó cuồn cuộn tràn về. Thế cho nên thưa các vị, yếu tố đầu tiên người xưa quy định đó là gì? Nếu được á, thì phải là người nhiệt tình đủ lớn, liều chết liều sống để đi tu. Yếu tố thứ hai, chưa cần liều chết liều sống thì ta hãy tạo duyên lành cho những người họ tâm thức họ còn trong trắng, ít có nhiễm thói đời. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba, thưa các vị, có thể chấp nhận được những người họ đã trải nghiệm trần thế, họ đã đi ngang qua niềm đau nỗi khổ và cuối cùng họ giác ngộ một điều là không còn con đường nào khác để họ sống, không còn con đường nào khác để làm cho niềm vui họ gắn lại với đời sống bình thường. Họ chỉ thấy đạo là niềm vui duy nhất, tu là con đường cuối cùng, không có con đường khác. Đó là ba trường hợp mà người xưa quy định. Và người ta dùng cái từ là chỉ hảo tâm xuất gia. Nó hàm ở nghĩa là gì? Từ cái tâm lành, rất là lành, vì mong cầu đạo giải thoát mà xuất gia. Đó là cái dạng rất là tiêu cực. Thứ hai, thưa các vị, mình có thể thêm vào điều này một phần nữa, nó là thế này. Là khi họ xuất gia rồi thì họ thấy họ có trách nhiệm với gia tài của Đức Thế Tôn, với sự tồn vong của Đạo Phật. Họ thấy trách nhiệm họ mang trên người. Đó là cái từ người xưa thường dùng, đó là kế vãn khai lai, nghĩa là kế thừa sự nghiệp của các bậc thầy. Và phải dang bàn tay ra, mở tấm lòng ra, đem hết công sức mình để giúp cho người sau họ đến được với đạo, họ khởi phát được bồ đề tâm, họ có thể luyện đời sống, họ vào chùa để sống. Thì gọi đó là cái ý thứ hai của quy định người xưa đặt ra cho chúng ta làm cái công việc của người xuất gia. Thế rồi gần hơn hết, lý tưởng của chúng ta, thưa đại chúng, là mình đem mình ra làm cái ví dụ rồi thưa với các vị một điều để chúng ta chia sẻ với nhau. Nếu ai hỏi mình là hồi bé mình lý tưởng gì mình xuất gia, mình cũng lắc đầu nói chịu, tôi không có lý tưởng gì hết. Và kỳ thực nó là như vậy. Mình xuất gia năm 15 tuổi, thưa các vị. Trước đó nhiều năm thì mình đã đến ở chùa, mình đã từng học những cái lớp tiểu học từ năm 6 tuổi ở chùa rồi. Ông cụ thân sinh của mình là đệ tử của Phật giáo Hòa Hảo, cho nên mình đã tập tè ngồi tỏ thiền. Cái từ ở miền Tây người ta gọi là ngồi tĩnh, ngồi yên, lắng tâm thôi, gọi là ngồi tĩnh. Từ năm 6 tuổi là mình đã biết ngồi kiết già rồi. Và ông bác mình là người xuất gia. Thế rồi tới chuyện ông cụ mình mất, cái mình nghĩ rằng lúc ông còn sống mình xin đi tu không cho. Đêm trước xin đó, bà cho con đi tu nghe. Ông nói ừ đi đi. Sáng hôm sau bà già mình rủ rỉ trong tay ông, nói là con người ta lớn tới ngần đó, người ta nhờ nào đi cài đi cấy, còn ông thằng nhỏ ngần đó đang nhờ được cái ông cho đi tu. Sáng lại cũng nói thôi mẹ mày nói đừng đi tu, thôi ở nhà đi con. Rắc rối cuộc đời với mấy bà già. Thế rồi mấy ông nhà mình mất, họ nói bây giờ thì không có trời nào cản mình hết, mình sẽ đi tu thôi. Và các vị hình dung rằng tới chừng mình đi tu, bà già mình khóc như một cái đám ma lần thứ hai. Ông già mình mất thì bà khóc là một cái đám ma rồi, tới chừng mình đi nữa là một đám ma thứ hai. Nhưng mình nói rằng là tôi phải sống trong chùa thôi, tôi không thể sống ở nhà nữa, tôi nhất định phải đi tu thôi. Thế rồi từ đó rời gia đình cho tới sau năm 75 mình mới có dịp về thăm bà già lại. Mình ví như người ta hỏi cả một cái chiều dài từ năm mới xuất gia cho tới sau 75 là 20 mấy tuổi rồi, chứ lý do gì anh đi tu? Mình nghiệm lại chỉ thấy là vô cùng gắn bó với chùa, vô cùng thích ở chùa, cảm thấy nơi đây là nhà của mình. Dù rằng bị hành hạ trốn chết, dù rằng ăn uống cực nhọc, dù rằng là làm lụng vô cùng vất vả ở nhà quê mà, thế nhưng mà mình vui ra phết khi được sống ở trong chùa, khi được mặc chiếc áo của một người tu.
Và mình cũng không thể lường được rằng là vào cái năm mình vô cùng quê mùa, mang cái đôi guốc cọc cạch, mặc cái áo tràng lam, đi lên tới Ứng Hoa á. Các vị hình dung rằng mình không cảm thấy mắc cỡ là chi cả. Mặc cái áo vải thô, không phải là vải lam như bây giờ các vị mặc đâu nghe. Mua cái vải bao lúa mì ngày xưa gọi là cái vải bồng bột đó. Các vị biết cái từ đó chứ phải không? Mua về rồi đập pin đèn ra, bỏ mực xạ vô rồi nấu rồi nhuộm lấy, chứ không phải có vải lam nghe. Mặc từ nhà quê lên tới Ứng Hoa, mang đôi guốc cọc cạch. Và mình có một kỷ niệm vô cùng là đáng nhớ và cũng vô cùng tri ân những vị thầy. Đi vô nạp cái giấy dùm cho mấy huynh đệ xin quản dịch thôi. Lúc đó Ứng Hoa là cơ sở làm giấy làm tờ. Thế rồi cũng xin cơm ở Ứng Hoa ngồi ăn một bữa trưa. Tại vì nhà quê lên thì rất là xa xôi. Và đang ăn thì có một thầy đó, người thành phố, rất là lịch thiệp. Ông tới ông để cho mấy chục, không biết hồi đứa mấy chục ngàn, bao nhiêu tiền quên mất trước năm 68, 69 gì đó. Nói nè, chú à, chú ra chú mua đôi dép chú đi, chứ còn đi lên thành phố mà đi đôi guốc này nó té chết. Mang cái đôi guốc mà thưa các vị, tự đẽo đôi guốc dông để mang, rồi cắt cái ruột xe đạp đóng làm cái quai guốc mà cũng mang bảnh chệ đi lên tới thành phố chứ ngán ai đâu. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất kỳ lạ là trong đời tu mình, khi mặc được áo tu mình không hề mắc cỡ là chi cả. Tới chuyện già ngần này thì mình mới biết là ăn mặc thế nào cho nó đàng hoàng ra vẻ một thầy tu. Chứ còn lúc trẻ thưa các vị, vô cùng hạnh phúc khi mặc cái áo giặt hò, vô cùng hạnh phúc khi mặc cái áo tràng lam, dù cái áo tràng nó nhuộm lem lem lút lút. Cho nên thưa các vị, lý tưởng của chúng ta tu hành thì cái ngôn ngữ này mình nói để truyền đạt với các vị hiện thời thôi. Chứ còn nếu hỏi mình trong quá khứ á, là cái lý tưởng gì thúc đẩy làm cho anh đi xuất gia, thì thưa chịu, mình không có cái lý tưởng gì cả. Mình chỉ thấy là thích ở chùa, thấy gắn bó đời sống mình với Già Lam cho nên mình xuất gia thôi. Và thưa các vị, mình vô cùng nhà quê, vô cùng ngây ngô, không hề có một cái toan tính gì, không hề có một cái suy nghĩ gì xa xôi cả. Cuộc đời mình thưa các vị là cuộc đời trong bàn tay của Phật. Mọi việc mình làm, mọi con đường mình tu thưa các vị, dường như tâm của mình nó rất là chân chất. Phật biểu làm sao mình nghe lời làm vậy. Thậm chí có mặt trên đất Mỹ này, mình không hề nghĩ rằng là mình sẽ đi dạy học. Thậm chí những năm mình sống ở Đà Lạt, mình cũng chưa hề nghĩ rằng mình đi vào cái môi trường giáo dục. Thế rồi một hôm cụ Trúc Lam cụ ra của nó này, Phước Tỉnh à, không thể làm một nông tăng thế này hoài được. Tên trường người ta cần, người ta tới năm mời dạy học, thôi đi dạy đi. Mình cười nói, con biết dạy cái chi, người ta mời tới ba môn thưa thầy. Ông nói môn gì? Nói một là kinh văn, hai là hán văn, ba là sử. Rồi con biết chọn môn nào? Ông nói chọn môn sử đi. Mình cười nói, nhà bạch thầy, con có biết gì về sử đâu mà chọn. Ông nói cứ chọn đi dạy đi, rồi nó nói giỏi thôi. Thế rồi mình nghe lời, rồi mình chọn. Rồi thưa các vị, cho tới lúc mình ở Mỹ, mình cũng chưa hề nghĩ rằng là mình phải làm cái chi cả. Cái điều mình nghĩ đó là lòng mình rất là chân chất. Mình nghĩ là bạn của mình, đó là thầy Giác Thanh, bệnh sắp mất, thầy muốn mình qua Mỹ chơi với thầy trước khi thầy lìa đời. Vì cái tình của người anh em từ nối khố, tức là từ lúc xuất gia thọ sa di, mình đã quen với nhau rồi. Cho nên thôi thì qua với thầy cho vui thôi. Qua rồi ông cụ làng mai nói, thôi thầy ở lại đây đi, chúng còn nhỏ, thầy ở lại đây cho chúng vui. Mình thấy những người lớn mà biểu mình thì mình nghe lời, dạ thôi thì con ở. Rồi bỏ ngang sự nghiệp của chùa chiền ở Việt Nam, ở lại thôi, chứ cũng chẳng hề có một cái lý tưởng chi là tôi ở Mỹ để tôi làm đạo, tôi ở Mỹ để tôi đi dạy học thuyết pháp gì. Thưa không, tâm của mình thưa các vị nó vô cùng là giản dị và cũng có một cái hàm nghĩa là vô cùng chân chất, không có một cái toan tính gì trong suốt chiều dài của đời tu cả. Thế rồi ở thì đến một cái chùa kia, thấy bằng hữu đang khó khăn, chùa chiền tan tác, chưa có cái sinh hoạt học hành chi, Phật tử chạy vạ nhiều nơi. Nói thầy à, thôi để mình mở một cái lớp học dạy kinh pháp cú cho vui thầy, bằng không thì Phật tử người ta không có điều kiện để về chùa. Thế rồi giúp thầy mở một cái lớp dạy học. Rồi duyên nó đẩy đưa dần dần, rồi có một số Phật tử nói, thưa thầy, những bài dạy của thầy nó giúp ích con vô cùng, con sẽ làm những cái CD phổ biến. Tôi nói ừ thì làm.
Rồi nó nói: thưa thầy, con muốn thu những buổi dạy của thầy để bỏ lên trên đài truyền hình một vài buổi. Thế rồi tự nhiên thưa các vị, nó phát triển dần, nó phát triển dần. Và tôi cũng không ngờ rằng một cái ông thầy tay chân lắm phèn, sống ở vùng đồng chua nước mặn, mà tự nhiên trở thành một ông thầy đi hướng dẫn người ta tu tập khóa nọ khóa kia. Mà cái điều này không phải của tôi làm. Tự nhiên cái duyên Phật Pháp nó đẩy dần thế thôi. Thế cho nên điều thứ nhất mình xin chia sẻ đó là có những người, người ta có lý tưởng vô cùng to lớn, nào là phải xuất gia học tới nơi, nào là phải làm đạo, nào là phải thành tựu được đức hạnh nọ đức hạnh kia, vân vân. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, mình lấy mình làm kinh nghiệm. Thưa các vị, chừng như là cái duyên lành của từng người, cái phước của từng người, và tóm lại là cái tâm của từng người, nó hình thành được lý tưởng và cái công trình làm đạo của họ, chứ không phải là cái sự toan tính để thành công, thưa các vị. Và hai phần này, một cái phần toan tính để thành công thì có khi nó đổ, nhưng mà cái phần là mình cứ bằng tất cả tấm lòng chất trực của một người tu, luyện hẳn đời mình cống hiến cho đạo, và lòng luôn vị tha, thì thưa các vị, tự nhiên mọi cái công trình Phật sự hoặc là cái con đường tu của các vị nó bền bỉ theo cái tấm lòng chân chất của các vị. Bằng không thì thưa các vị, người ta có toan tính trổ trời để cho có mưa xuống cũng không thể làm được, thưa các vị. Phước của chúng ta, thưa các vị, nó làm được hay không là từ cái phước của từng người, mà phước nó sinh ra từ trái tim lành thiện của từng người xuất gia, chứ không phải nó sinh ra từ cái sự toan tính của con người. Đây là cái điều vô cùng quan trọng, và mình nghĩ nó rất ư là cá nhân, mình chia sẻ để cho các vị lưu ý điều này. Không hề có một sự toan tính nào giữa trần đời mà đưa người ta đến sự thành công bền bỉ cả. Và cả một đời làm đạo của ông cụ Trúc Lâm á, đều đặt trên cái nền tảng chân chất và niềm tin Tam Bảo, chứ không hề có sự toan tính gì cả. Thưa đại chúng, là từ ngày mới luyện đời mình vào chùa tu cho tới trở thành một vị thầy lớn, nếu người nào còn giữ được cái tâm vô cùng chất trực ban đầu, cái lòng vô cùng khiêm tốn và thương mến đạo, không hề có sự toan tính ganh tị nhỏ nhoi trong tâm thức, thì chắc chắn rằng là người đó thành công được trên con đường tu. Mà người nào tâm thức họ nó vô cùng là nhạy đối với chuyện hơn thua phải quấy, đối chuyện tranh đoạt lợi danh, hoặc là đầy mưu lược, thì thưa các vị, đều sớm với muộn bị năng lực của Tam Bảo loại trừ. Có hai loại quy lực nó có mặt trong chốn già lam nghe. Cái loại quy lực đầu đó là quy lực pháp chế của già lam loại trừ. Cái chuyện đó thì nhân gian ai cũng biết. Anh làm náo động chúng nè, anh không phải là người đem đến sự an bình cho chúng nè, anh trái chứng trở trời nè, phiền não đầy lòng nè, anh gây rối loạn nè. Thế thì cái quy lực của già lam tẩn xuất anh, đuổi anh đi. Ngoài cái quy lực của con người, nó còn một quy lực vô cùng là chặt chẽ, đó là quy lực đào thải rất tự nhiên trong đạo. Quy lực này, thưa các vị, không có ai lừa được cả. Tự nhiên cái phước lành của người kia không đủ, cho nên dù cho họ là gì đi nữa, họ cũng bị đào thải khỏi già lam. Ngoài ra, thưa các vị, nếu tự thân ta cái năng lực bồ đề tâm nó đủ mạnh, đời sống các vị luôn gắn bó được với đạo, thế thì không có một cái thế lực nào có thể làm cho các vị rớt ra khỏi đường dòng tu cả. Đó là ngay hiện đời. Rồi nhiều đời, thưa các vị, sinh ra là các vị liền gặp Phật Pháp, sinh ra là mọi cơ duyên, hoặc là đó là nghịch duyên để đẩy các vị vào đạo, hoặc là thuận duyên để các vị xuất gia thôi, chứ không có con đường khác. Do vậy, thưa các vị, cái điều mình thưa lại ở nơi đây đó là mỗi một ngày tối thiểu các vị phải vỗ lòng tự hỏi rằng đối với con đường tu mình có đủ chân thành chưa? Trái tim mình nó vô cùng là thánh thiện, chỉ đơn thuần một niệm đó là thiết tha với con đường tu, và không hề toan tính, không hề mưu cầu, không hề vì bất cứ điều gì cả, mà chỉ đơn giản một điều là tôi muốn sống trong đạo, tôi muốn khoác pháp y Như Lai, tôi muốn thực tập cả một đời, tôi muốn sống viên mãn đời tu, thì người đó được gọi là người có lý tưởng trong sáng nhất.
và hãng người này. Cái điều kỳ lạ, thưa các vị, dù luyện họ bất cứ nơi đâu, dù dập họ bất cứ cách nào, họ không hề bị nhẫn chìm. Sớm với muộn chi, họ cũng cất đầu lên và cũng trở thành pháp khí trong chốn Già Lam. Còn bằng cái con đường toan tính, bằng con đường ganh tị, bằng cái con đường mưu cầu và dụng tâm nó nhiều cơ trí, thưa các vị, thì chắc chắn một điều là không sớm thì muộn bị đào thải, bị rớt ra khỏi đạo mà thôi. Đó là ba điều mà chúng ta nên nhận diện về đời sống người xuất gia. Đây cũng là cái câu trả lời là tại sao ta đi tu. Nếu các vị ngắm lại lòng mình cho kỹ, thấy rằng mình có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là yếu tố của cái tâm thuần phát, vô cùng là trong sáng, vô cùng lành thiện, không mưu cầu, không toan tính, không vì bất cứ một lý do gì cả mà mình rớt vào đạo, thì biết chắc rằng là đây là một loại hạt giống nó vô cùng quý đối với Già Lam Tự Viện, đối với dòng chảy của đạo Phật. Thế rồi, thưa các vị, từ cái tâm lành thiện đưa đẩy và mình rớt vào đời sống tu như thế này, thì thưa, cái điều rất là kỳ lạ đó là cái con đường tu của cái con người kia tự nhiên nó dần dần mở ra rất sáng. Dù sóng dập gió dồi, dù có bao nhiêu chuyện đầy khó khăn đổ lên đời sống họ, nhưng mà cuối cùng họ vung vai đứng dậy được, và cuối cùng họ vẫn trở thành một con người có đủ phẩm chất của một người tu để kế thừa sự nghiệp của Như Lai. Đó là cái hậu quả nó phát sinh khi các vị làm khởi phát trong tâm thức của các vị cái ý niệm vô cùng là chân chất, vô cùng lành thiện, vô cầu đi vào đạo. Đó là ba điều chúng ta chia sẻ về lý tưởng của người xuất gia. Thế rồi vấn đề thứ ba, mình sẽ đi vô thêm một vấn đề nữa. Cái vấn đề này đặt ra thì các vị thấy là nó rất là gần với ta nghe. Con đường ta đi, tức là cái con đường của người xuất gia đang đi đây, nó gặp phải điều thứ nhất là những khó khăn chúng ta gặp phải, vấn đề thứ hai là những thuận lợi, rồi điều thứ ba cái điều cần đó là hãy sống hết mình cái đó. Cái điều đầu tiên của những người xuất gia đó là những người trẻ, thì các vị gặp khó khăn gì? Quen trong đời sống gia đình được cưng chiều, bầu bạn đầy dẫy những cái sự an ủi thương mến, thế rồi luyện đời mình vào chùa tu thì các vị nếm trải cái nỗi cô đơn một mình, bị ăn hiếp lên ăn hiếp xuống. Đó là người trẻ nghe. Thế rồi trung niên và tuổi già xuất gia thì có khó khăn không? Thưa, nhiều khó khăn chứ. Cái khó khăn không phải do chùa đặt ra, mà khó khăn do chính ta đặt ra cho ta. Do vì trong quá khứ ta ở nhà, ta ưng ăn thì ta ăn, ta ưng ngủ thì ta ngủ, ta ưng sai khiến ai thì thiên hạ phải nghe. Thậm chí ta ra lệnh cho ông chồng còn phải nghe nữa thay. Ví dụ như các bà. Thế rồi vô chùa sai được ai? Quý sư cô làm trụ trì đa phần tuổi rất trẻ, có khi bằng con các vị, có khi bằng em các vị, nhưng mà ra lệnh các vị phải nghe, tại vì người ta lớn tuổi trong đạo mà. Và mình cảm thấy vô cùng là khó chịu, tại vì mình chưa từng bị ai sai xử như vậy, làm những việc khó khăn như vậy. Thậm chí là có khi ta là những người từng giàu có, rồi vô chùa thì phân công nè, nào nấu ăn nè, nào chùi cầu tiêu nè. Tức là làm những việc ô uế tạp dịch nặng nề mà trong quá khứ ta chưa từng làm. Đó là trường hợp thứ nhất, những người lớn tuổi giàu có sang trọng. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, là có khi trong đời sống ở nhà ta gặp những cái khó khăn vô cùng. Thế rồi ta vô chùa thì nó có được một cái điều kiện rất là an ổn, không phải lo lắng, không phải đối phó những cái khó khăn, thoát được bao nhiêu nạn. Thế rồi cái thuận duyên này nó lại sinh ra một cái loại khó khăn kế tiếp, là nó làm cho tâm thức các vị trở thành một người dễ vui với con đường tu là một, và nuôi dưỡng được bản ngã của các vị rất là nhanh là hai. Mình quên mất là mình đã từng xuất thân trong cái điều kiện như vậy như kia, từng là cái người vớt bèo nuôi heo, từng là người hái rau muống bán từng ngày. Thế rồi luyện đời mình vào đời sống xuất gia mới có chừng khoảng chừng vài năm, tự nhiên mình trở thành một người quan trọng trong đạo. Và
mình trở thành một người rất là khó chịu khi tiếp xúc với Phật tử tín đồ. Rồi mình cũng quen cái thói tập khí của nhân gian, cho nên dần dần mình đấu đá, mình tranh đoạt, mình loại trừ những người có khả năng là tranh đoạt cái địa vị lớn hoặc là niềm tin, sự thương mến Phật tử nhiều hơn mình. Và tự nhiên cái thói xấu của mình nó lại phát triển vô cùng mạnh. Đây là loại khó khăn thứ hai nha. Và trường hợp nghịch duyên tạo thành những khó khăn thì người ta là dễ tiến. Thuận duyên để tạo thành những khó khăn, thưa các vị, đó là cái điều kiện thối đọa nó vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ, mình gặp cái điều kiện khó khăn của hoàn cảnh là một nè, khó khăn của thầy dạy mình là hai nè, của ni chúng rèn luyện mình là ba, thế thì người đó còn có thể tiến đạo. Thế nhưng mà khó khăn của thuận duyên là các vị tự nhiên đi vào chùa, các vị có một chút tài năng, các vị được trọng vọng, rồi các vị trưởng thành cái bản ngã hồi nào không hay. Các vị trở thành kiêu kỳ, hống hách, khó chịu đối với các sư cô sau mình, đối với các sư cô lớn hơn, và đối với các Phật tử đến với các vị. Thế thì người đó là một loại bất trị trong chốn già lam, không có con đường tiến đạo. Và người đó làm trở ngại vô cùng cho cái sinh hoạt của những tự viện phát triển. Và nếu những vị trụ trì không khéo thì thưa các vị, dung túng những cái người đến với đạo xuất gia như vậy thì điều thứ nhất là phá nát đại chúng đang tu. Điều thứ hai, làm cho Phật tử người ta quay lưng lại với chùa. Và sớm mới muộn chi thì già lam đó cũng lâm vô cái tình trạng là bại hoại, chứ không có cách gì phát triển được. Cho nên cái khó khăn đầu, thưa các vị, nó có thể xảy ra 3-4 trường hợp. Nhưng mà tất cả những trường hợp đó đều không phải là khó khăn chính. Khó khăn chính là cái chi? Không có pháp hành trì. Một cái chùa, một cái già lam, tăng hay là ni, thưa các vị, cái mức độ cạn nhất phải xây dựng được đó là cái công trình giáo dục của một già lam tự viện đó nghe. Công trình dạy học nó vô cùng quan trọng. Không thiết lập được cái nền tảng của công trình giáo dục thì dù già lam lớn tới 500, 1000 chúng cũng đổ. Chúng ta chỉ thu nhận một số người vô để nuôi cho trở thành kẻ cướp thì có, chứ không thể trở thành những người có khả năng kế thừa sự nghiệp của Phật được. Tại sao? Cái điều nó vô cùng hiển nhiên đó là hoàn cảnh xã hội như thế nào thì con người từ hoàn cảnh xã hội đi vô như thế ấy. Điều thứ hai, một già lam nghèo khó, mái tranh vách đất, ăn buổi sớm lo buổi chiều thì có thể chọn được người hảo tâm rất là dễ. Nhưng một già lam giàu có, hưng thịnh, tráng lệ, thưa các vị, đa phần người ta đến không phải vì cái con đường hảo tâm xuất gia, đồng chân nhập đạo và hết lòng chịu khó chịu thương để tu, mà do vì người ta nhìn cái chùa lớn. Và nếu sơ tâm người ta không phải như thế thì khi đi vô chùa mà thiếu nền giáo dục cẩn trọng của một già lam, thế thì dần dần cái tâm thức lợi danh của những con người đó nó lớn dần vào nào không hay. Thế thì nó trở thành cái chi? Trong tương lai, thưa các vị, nó sẽ tranh đoạt ngôi vị trụ trì, tranh đoạt những chức vụ trong già lam, tranh đoạt cái nguồn lợi nhuận của già lam khi thu được. Chuyện nó phải vậy thôi. Thế cho nên, thưa các vị, thiếu một cái nền giáo dục trong già lam tự viện, những cái lớp học vô cùng cần thiết để dạy chúng, để răn đe, để nuôi dưỡng bồ đề tâm, thế thì cái cơ sở đó dù tráng lệ hiện thời, dù 500-1000 chúng, vẫn là một cái nơi đáng sợ vô cùng trong tương lai. Đánh mất nền giáo dục có nghĩa là đánh mất luôn cái nhân cách của một thế hệ người tu nghe. Thế cho nên cái thiếu đầu tiên đáng sợ, những khó khăn đầu tiên đáng sợ không phải là nơi tâm thức của những người Phật tử đến, mà cái khó khăn đáng sợ là nơi già lam tự viện đó không có một cái cơ chế đào tạo. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó mới đi vào cái phần này. Phần 1, cơ chế giáo dục. Phần 2, thưa các vị, có được một pháp hành trì, nếm được hương vị chánh pháp, thì dù cho cái kẻ ác cũng trở thành người thiện, dù cho cái người chưa phát được bồ đề tâm cũng có thể phát bồ đề tâm, dù cho cái người tập khí họ đầy trời họ cũng có thể chuyển hóa được. Thế nhưng mà nếu không nếm pháp hành trì, không có truyền đạt cái cách để cho người ta thực tập, thì thưa các vị, từ một người hiền, từ một người có thiện tâm xuất gia tu trở thành cái ác không phải khó. Thế thì cái điều vô cùng cần thiết, vô cùng là quan trọng
của khó khăn trong các già lam đặt ra đó là truyền đạt pháp hành trì, truyền đạt cái công trình tu tập. Đây là điều vô cùng quan trọng ạ. Khi nắm được pháp hành trì rồi thì thưa các vị sẽ chuyển hóa được thân, chuyển hóa được tâm. Tất cả tạp khí xấu ác lậu hoặc của các vị có thể theo gió mây bay, sớm với muộn mà thôi. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất, ta lượt qua những điều này để quy chiếu lại đời sống chúng ta hiện tại. Giống như là ni viện đây, có lâm vào tình trạng khó khăn này không? Không. Điều thứ nhất, nhìn ở mức độ cạn là thế này. Thưa các vị, cái điều kiện vật chất thì chúng ta chưa phải là người ôm bát ra đầu đường xó chợ để xin ăn từng ngày, chưa phải là người đi xuống phố thị để khất thực. Chắc nhiều lắm là khất thực các Phật tử thôi, phải không? Và cái tình trạng này thưa các vị vẫn còn sang ra phết, chứ chưa đến nỗi là nghèo khó cùng kiệt chi. Cho nên về vật chất thì chúng ta chưa đến nỗi là nghiêm trọng. Thì thật tôi không biết là cái hoàn cảnh ở đây thì thế nào, nợ của chùa các vị trả xong chưa thì tôi không biết. Và cái sinh hoạt từng ngày các vị thì các vị sống còn ra làm sao thì xưa các vị mình cũng không am tường. Tại vì mình vốn là một khách tăng ghé lại đây nói chuyện vẩn vơ một buổi rồi đi mất tiêu rồi. Cái chuyện này để trách nhiệm với các thầy khác thôi. Nhưng mà mình chia sẻ là nhìn chung á, thế thì cái khó khăn về vật chất ta chưa thấy nó nghiêm trọng đặt ra, có phải vậy không? Điều thứ hai, khó khăn về áp lực cơ chế chánh quyền thì càng không có đặt ra. Tại sao? Chưa hề có anh cảnh sát nào nửa đêm vô gõ cửa mà cho tôi kiểm tra hộ khẩu. Có chưa? Chưa. Chưa hề phập phòng nửa đêm là người ta mời mình đi vùng kinh tế mới. Cũng không có chuyện đó xảy ra thưa các vị. Các vị chỉ sợ duy nhất lúc các vị lái xe trên đường phố là các vị lái xe mà phạm luật giao thông thôi, mà chẳng có chi mà ngã. Tại sao? Phạt tiền là cùng. Thế thì thưa các vị, về cơ chế hành chánh chính quyền không ai dám đụng các vị, thế thì rất là an ổn. Đời sống về sinh hoạt ăn mặc ở chúng ta không thiếu. Về cơ chế chánh quyền đè nặng lên đời sống ta, ta không phải bất an, không phải lo lắng. Thế thì còn cái gì khó khăn đặt ra cho ta? Chỉ có những khó khăn vô cùng vặt vãnh, đó là ta không khéo sống điều hợp lại với nhau để làm thành một cái sự xung đột không cần thiết thôi, chứ còn không có khó khăn gì khác nữa cả. Về mặt pháp hành trì, thưa các vị, đã xuất gia vào truyền thống sư ông Trúc Lâm thì các vị đều nếm ít nhiều phương pháp hành trì từ thiền tập của sư ông truyền đạt. Thế cho nên nếu có khó khăn xảy ra, nếu có những cái trường hợp nó làm cho chúng ta cảm thấy bất an, cảm thấy không có đạt được cái hạnh phúc khi sống trong chùa, là do tự các vị tạo thành xung đột chứ không hề có một cái xung đột nào khác. Và cái điều này đúng hay là sai? Thế thì tại sao mình lại khờ đến nỗi mà tạo thành cái xung đột cho tự thân, trong khi hoàn cảnh xã hội nè, cơ chế chánh quyền nè, đời sống vật chất bình thường nè, pháp hành trì ta có đủ, thì tại sao ta lại không thể sống an lạc hạnh phúc từng ngày như mở hội? Tại sao? Có phải là mình quá ư vụng về không? Nếu cho phép tôi nói một cái từ nặng hơn nữa thì tôi sẽ nói từ khác. Có phải mình ngu lắm không? Đúng hay là sai đây? Quá đúng. Thưa các vị, nếu mình không có thể thương được mình thì làm sao thương được đạo? Mình không thể thương người bạn xuất gia của mình, làm sao mình có thể nói được cái việc là tôi hoằng pháp, tôi lợi sinh? Một vị thiền sư người Tích Lan, ông có nói một câu rất hay. Ông nói ta đều muốn kẻ thù ta. Điều thứ nhất là họ bệnh hoạn. Cái người mình ghét đó, mình muốn cho họ bệnh tật nè, muốn cho họ thất bại nè, muốn cho họ khổ đau nè, muốn cho họ yếu thọ. Nhưng mà người ta quên một điều rằng tất cả những điều mình mong muốn cho người kia đó, người kia chưa gặp phải mà mình đã gặp phải trước. Cái điều lạ là những điều mình mong muốn cho kẻ thù mình nhận đó, kẻ thù mình chưa chắc đã nhận, nhưng mà mình đã nhận nó trước rồi thưa các vị. Thế thì tại sao mình ngu đến nỗi là mong muốn cho người kia thất bại, mình thù ghét người kia, mình ganh tị người kia? Và cái điều vô cùng kỳ lạ là người ta biết điều này, không ai không biết, thế nhưng mà người ta cứ đi vào con đường này mới lạ chó. Người ta biết rằng khi ghét người cay đắng á, thì người kia chưa chết mà mình đã chết vì cái nỗi cay đắng nó tràn ngập trong lòng mình. Khi biết rằng giận người ta chưa làm gì được cho người ta mà lòng mình nó đã
lửa nó ngu ngút cháy, nó đốt gan mình. Người ta chưa chết mà mình đã bị đau gan chết mất rồi. Người ta dư biết điều này mà người ta cứ làm cái việc này mới là lạ. Thế thì thưa các vị, những khó khăn mà mình nêu ra thì duy nhất chỉ có một khó khăn mà người tu ta mắc phải, đó là không có pháp hành trì, cho nên không có năng lực chuyển hóa tâm. Thế rồi mình nhìn lại trong cái sinh hoạt các chùa thì không nói làm chi, nhưng mà trong sinh hoạt của truyền thống thiền Trúc Lâm á, thì cái điều này bị loại trừ, bị gạch bỏ. Tại vì đa phần nếu các vị là những người xuất gia từ tuổi trung niên đi vô đạo, thế thì các vị cũng phải thấu đạt được giáo lý, cảm nghiệm được điều của ông cụ Trúc Lâm dạy, các vị mới đến, mới đạo, mới xuất gia, mới làm người tu. Hai điều nó có mặt, một là bồ đề tâm các vị sinh khởi, hai là các vị nếm ít nhiều hương vị chánh pháp, các vị mới xuất gia. Thế rồi luyện mình vào đời sống xuất gia, mình lại không có tạo được một cái vùng năng lượng vô cùng lành thiện, vô cùng tươi mát, vô cùng ấm cúng để làm cho mình hạnh phúc và làm cho những người Phật tử tới với mình hạnh phúc. Thế thì thưa các vị, tu làm chi? Nếu nói một cách không sợ mít lòng nhau thì thôi, về quách cho rồi chứ tu làm chi cho mệt vậy. Kỳ thực là các vị tạo được cái không khí yên bình, yêu thương, hạnh phúc cho đời sống của các vị nơi đây, thì cái điều đầu tiên nó không phải là nuôi ông A bà B hay là nuôi gì người Mỹ, mà các vị tự nuôi dưỡng các vị trước rồi. Không gian thanh sạch thì ta là người hưởng trước chứ có phải người lạ đâu. Nhà ta yên ấm hạnh phúc thì ta là người hưởng năng lượng trước. Ta xử sự với đời bằng cái trái tim vô cùng nhân hậu thì trái tim nhân hậu ấy nó có khả năng nuôi dưỡng ta trước, làm cho ta khỏe mạnh sống dai trước, chứ có phải là người kia đâu. Thưa các vị, người kia đến sao? Người kia là người thương của các vị, là con các vị, cháu các vị, vợ các vị, chồng các vị cũng thế, là người bên ngoài thôi. Tất cả những thiện pháp các vị làm, các vị là người thưởng trước chứ không hề có một người nào khác cả. Thế mà ta không có nhận ra điều này cho nó kỹ càng để tự làm điều đó cho chính ta, trong khi ta có pháp hành trì, ta có vô vàn cái điều kiện để chuyển hóa thân tâm ta trong ngay bây giờ và ở đây, mà mình để cho phiền não, để chất chứa buồn phiền, để cho cái môi trường đời sống của mình nó tràn đầy cái năng lượng vô cùng là tiêu cực, nóng bức. Thế thì chỉ có khùng mới làm điều này, chứ còn không ai có một chút năng lực tâm thức bình thường mà làm điều này cả. Chưa nói người thông minh nha, tâm thức bình thường thôi, họ đã đủ khôn ngoan để làm cho đời sống của họ, hoàn cảnh họ, môi trường họ, bằng hữu bè bạn họ có được cái niềm vui và sự an lạc rồi. Thưa các vị, thưa các vị, mình càng ngày mình khám phá ra mình là loại sân si chứ không phải hiền nha. Mình tới một cái nơi chốn nào mà nghe nói rằng là người ta mất lòng nhau, người ta bất hòa nhau, người ta không sống thuận hòa với nhau được, mình vô cùng ghét. Chẳng lẽ mình chửi vào mặt của những người đó, nhưng mà kỳ thực mình rất muốn. Tại vì mình nghĩ rằng tại sao mà khùng đến nỗi vậy. Ví như trong hoàn cảnh khổ thì thôi cho phép, ở nơi chốn rất là thiếu văn hóa, ở nơi chốn mà cơ chế chính trị nó đè nặng lên tâm thức người ta, luôn bị căng thẳng bất an, thì anh có quyền làm như thế. Thế nhưng mà nơi chốn này là nơi chốn bình yên, là vùng đất hứa. Ta rời quê hương Việt Nam đến đây 20-30 năm để ta mong muốn hạnh phúc đến với đời sống ta. Thế rồi ở 20-30 năm trên đất Mỹ mà mình vẫn làm cho mình nó tràn đầy phiền muộn bất an, mình vẫn cảm thấy khổ là sao? Rất là vô duyên. Rồi mình rời đời sống gia đình, mình đến với chùa, mình đâu phải mong muốn mang những cái thứ đó theo. Mình muốn là xây dựng một thiên đường, một thiên quốc giữa đời sống đã thiên quốc này. Thế rồi mình vô chùa mình cũng lay quay, mình làm những cái việc nó vô cùng là tồi tệ như thế. Cho nên đôi khi càng ngày mình càng khám phá ra mình là ông thầy càng ngày càng sân si, chứ không có từ bi gì hết. Và điều này mình nghĩ rằng rất cần. Không có gì quý bằng một ngày ta sống yên bình giữa trần gian này, không có gì quý bằng một ngày trong đời sống người xuất gia cả. Trên một cái chuyến phi cơ từ Canada về lại Cali, chàng Mỹ kia, anh vô cùng kinh ngạc. Tại vì phải đổi chuyến phi cơ là một nè, rồi những người chiêu đãi viên hàng không họ không có lịch sự là hai nè, ngồi cái chỗ
tuốt phía sau đuôi phi cơ là ba, cho nên anh rất là bực mình. Trong khi đó anh nhìn một người đàn bà bên cạnh, chị cười nói vào mặt mày của chị vui ra phết. Và anh hỏi chứ, chị có cái điều gì mà chị vui vậy? Chị nói, thưa anh, tôi chỉ cần được ngồi trên phi cơ là tôi vui rồi. Tôi chỉ cần được sống một ngày là tôi vui rồi. Tôi chỉ cần mở cửa sổ để nhìn ra ngoài trời, thấy mây đang bay, biết phi cơ mình đang bay là tôi vui rồi. Anh có biết không, nơi đất nước tôi súng nổ đi đùng, người ta không thể tưởng tượng rằng phút sau mình còn sống. Chị vốn là người ở Palestine mà, vùng đất tranh chấp sự sống sự chết. Cho nên thưa anh là cái gì cũng làm cho tôi tràn đầy niềm vui cả. Tôi cảm thấy là phi cơ này tuyệt vời, cảm thấy là cái người chiêu đãi viên này rất là tuyệt vời. Tôi cảm thấy tri ân vô cùng đất trời này đã tặng cho tôi một ngày sống yên bình đi từ Canada về Mỹ. Ôi sao đất nước này nó tuyệt vời như thế này. Tôi không thể hình dung được là trên quê hương của tôi có được một ngày thế này thì còn hơn là ở Thiên Quốc nữa, thưa anh. Ai là những người đã từng đi ngang qua những năm chiến tranh của Việt Nam, các vị biết điều này mà. Mạng sống ta, thưa các vị, nó bị đe nhỏ từng phút giây. Rồi mình rời cái quê hương khổ sở đó, mình có được cái điều kiện như thế này, các vị hình dung rằng là đáng để cho chúng ta hạnh phúc hay là để ta nhận chìm mình trong cái phiền não vớ vẩn kia. Thế nhưng mà thưa các vị, có khi những người cư sĩ ở trong nhân gian họ không biết điều này. 20 năm, 30 năm trên đất Mỹ, máu của họ, mồ hôi họ chảy trên đường dày để có được cái nhà, cái cửa, cái ngựa, cái xe, con cái đã thành công, thành danh. Thế rồi họ vẫn nhận chìm họ trong nỗi khổ là sao? Họ không thấy rằng đời sống họ, mặt trời đã nghiêng xuống núi, sắp chìm vào đêm đen rồi. Và họ vẫn còn cưu mang, phiền, muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm. Thế thì vô cùng là tội nghiệp. Tại sao mình không có khả năng là hân thưởng đời sống mình? Mình còn sống một ngày là hạnh phúc rồi, thưa các vị. Còn đi trên mặt đại địa này, không bị người ta chận đầu, bắn cái bùm ngã lăn ra chết là hạnh phúc rồi. Thế mà mình không có hưởng được cái điều kiện tuyệt vời mình đang sống giữa cuộc đời này. Mình nhận chìm mình trong những nỗi buồn, những sầu thảm, những lo âu. Thế rồi mình rời đời sống gia đình, luyện đời mình vào đời sống tu. Thưa các vị, mình cũng làm một việc vô cùng là phi lý. Mình mang hết những cái thói hư tật xấu của mình về những cái nhỏ nhoi, ganh tị, vân vân của một tâm thức nó vô cùng tiêu cực, vô chùa. Mình làm hại mình, dìm đời mình rồi, rồi mình làm cho tan nát hết đời sống những người bên cạnh. Thế thì nó vô cùng là dại khờ, thưa các vị. Hại mình chưa đủ, rồi làm cái chi nữa? Phá vỡ đời sống của già lam tịnh địa, làm cho Phật tử không có chỗ đi nương về. Thế thì đời sống của những người xuất gia mà không thể hài hòa, không thể yêu thương, không thể tạo được năng lượng lành trong một già lam là các vị có tội rồi nghe. Chưa nói làm gì thêm, không phải phạm trai phá giới mà có tội. Các vị không sống hòa hợp, không yêu thương, không làm biểu tượng đạo đức để cho Phật tử nương về tu học là đã có tội với Tam Bảo. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì chúng ta dễ vui, chúng ta cứ tung hoe hết mọi thứ tiêu cực buồn phiền đổ vạ cho người kia, trong khi các vị là chủ nhân chứ không có ông A và B nào khác, không có sư huynh sư đệ nào gây nên cớ sự cả, tự ta thôi. Mỗi người nên tự nhìn lại mình và thưa các vị xây dựng đời sống phẩm chất của mình như thế nào đó, thì các vị làm thành một cái không gian là thiên đường giữa thiên quốc. Thế cho nên tất cả những khó khăn đặt ra, nó có thể đặt ra với bao nhiêu người khác, với các già lam khác, nhưng mà với những trung tâm tu học của thiền phái Trúc Lâm thì không có quyền có những khó khăn như thế này. Điều thứ hai, các vị hãy nhận diện những thuận lợi của các vị đang có. Thưa các vị, con đường mở ra rất là thênh thang do Đức Đạo Sư đã mất hà sa kiếp mở ra cái con đường tuệ giác để cho chúng ta đi. Mình hình dung rằng ngay từ ngày đầu, cái cơ chế của mọi tôn giáo có mặt trên đất nước Ấn Độ chưa hề chấp nhận có một ni đoàn khất sĩ ngay. Thế rồi những người đầu tiên mở con đường để cho giáo đoàn tỳ khâu ni có mặt, thậm chí ngay bây giờ ta hình dung rằng
đất nước Tây Phương này Thiên Chúa giáo vẫn chưa chấp nhận nữ linh mục ạ. Có phải vậy không? Ngay bây giờ thưa các vị, những truyền thống tu của Đạo Phật Nam truyền như Miến Điện, như Tích Lan chưa hề có tỳ kheo ni nghe. Chỉ có người áo trắng, chỉ có người tập sự tu thôi, còn chưa ai được phép khoác pháp y làm tỳ kheo ni. Và cho tới bây giờ tỳ kheo ni các nơi tranh đấu, tức là dùng mọi cách vận động ảnh hưởng để cho có thể thành lập được ni đoàn tỳ kheo ni ở các quốc gia Phật giáo Nam Phương mà vẫn chưa được. Cái tính kỳ thị nó vô cùng nặng nề đối với các truyền thống Phật giáo Nam truyền. Trong khi đó thì chúng ta là những người sinh ra từ truyền thống Phật giáo Việt Nam. Ni giới của truyền thống Việt Nam, thưa các vị, được trân trọng, được tôn quý. Rồi điều thứ hai, khi các vị đặt chân qua đất Mỹ này, nơi cái nền hành chánh người ta có ít nhiều về sự tôn trọng nữ quyền, cho nên cái sự bình đẳng giữa ni với tăng nó đã có mặt lớn hơn ở quốc gia Việt Nam nha. Thế thì cái thuận lợi đầu tiên đó là các vị là những người hưởng được hai cơ chế vô cùng tuyệt vời trên mặt đầy địa này. Cơ chế đầu tiên đó là được khoác pháp phục ngang hàng với chư tỳ kheo tăng. Tại vì tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni là hai giáo đoàn anh và giáo đoàn em, chứ không phải là con của giáo đoàn anh. Các vị có cái quyền rất bình đẳng với chư tỳ kheo, tại vì cùng là tỳ kheo. Người ta gọi cái từ khác là nữ tăng, còn kia là tăng, chứ không có gì khác biệt cả. Cái điều thứ hai là nơi đất nước này các vị hưởng được cái cơ chế thoáng đãng về nam nữ bình quyền rất là cao so với những quốc gia khác. Thế thì cái thuận lợi đầu tiên đó là thuận lợi chi? Thuận lợi về vị trí của chư tỳ kheo ni, có phải vậy không? Thuận lợi thứ hai, luật pháp ở nơi đây bảo vệ người nữ nghe. Thuận lợi thứ ba, tất cả những người đàn bà Việt Nam trên đất nước này họ dường như là đồng đẳng với các ông, có khi còn hơn một chút nữa. Tại sao? Họ lái xe đi làm như các ông, có bà lương tiền nhiều hơn các ông, có bà có địa vị hơn các ông nữa kia. Và có bà thì được cái sự nể trọng của con cái nhiều hơn các ông rất là cao, chứ không phải ít đâu. Tại sao? Tôi lấy một cái ví dụ như là vào sau năm 75 qua đây, các ông trong quá khứ đã từng làm vương làm tá, cho nên qua đây không thể đi làm lấy tiền xu rủng rỉnh ba cọc ba đồng giống như các bà, không có chịu khó, không có thương khó giống như các bà, cho nên chỉ có một việc đó là giao phó hết mọi việc cho các bà làm chi đó thì làm. Cho nên một tay dựng nên cơ đồ nè, đi làm lương ba cọc ba đồng nè, học thêm từng ngày nè, rồi cuối cùng thì con cái nó làm cái chi? Nó gần gũi các bà mẹ nhiều hơn các ông cha. Do vì học ở trường mà muốn dạy được nó thì các bà có khi phải đi vào trường ngồi học với con để có thể dạy được con. Thế cho nên về cái quyền quy bên trong á, thì thưa các vị, các bà có quyền quy nhiều hơn các ông. Do vậy luật pháp của chính quyền Mỹ bảo vệ các bà rất là rõ ràng thôi. Dù cái tính kỳ thị nam nữ vẫn còn, thế thì những thuận lợi chúng ta có nơi đây, từ cái truyền thống Đạo Phật chúng ta đã hưởng được thuận lợi, từ cái cơ chế chính quyền, cơ chế hành chánh nơi đây chúng ta cũng hưởng được thuận lợi. Thuận lợi thứ ba thưa các vị là kỳ thực ni trên đất nước này tổ chức được một cái sinh hoạt tu thì thưa các vị rất ư là bền bỉ, là một. Khó có một ni cô nào mà có thể lăn ra đời giống như các thầy. Một khi xuất gia rồi thưa các vị, các sư cô dường như là cái con đường duy nhất của họ đi đó là có con đường tu thôi, chứ không có cái chuyện là rớt vào rớt ra. Không có tình trạng giống như mấy thầy là bị diều tha quả bắt. Cái chuyện đó là như vậy. Thế thì đây là cái thuận lợi vô cùng là tốt lành. Điều thứ tư, cái thuận lợi nữa là thưa các vị, không có ai mà thuận lợi bằng các cô khi các cô làm đạo cả. Tại vì đa phần những người Phật tử tín đồ đến với đạo qua cái cửa các cô gần gũi dễ hơn các ông nghe. Các cô chỉ cần mở rộng lòng ra một chút, nấu những món ăn ngon một chút, thì thưa các vị, người ta đều hoan hỷ tới và vô cùng dễ.
Mình hình dung rằng cái cửa đi vô chùa, thưa các vị, đành rằng nó thênh thang, nhưng mà chắc ăn nhất là cái cửa nhà bếp đi vô chùa thì làm cho người ta ấm lòng nhất. Cái nhu cầu ẩm thực là nhu cầu vô cùng là cần thiết, ai chẳng cần ăn. Thế thì thưa các vị, có những ngôi chùa người ta không cần làm cho nhiều nghe, người ta chỉ cần nấu ăn rất là ngon. Phật tử tới niệm Phật ê a một thời hai thời rồi xuống ăn một tô phở, tô mì, tô bún gì đó rồi về, nhưng mà không một chủ nhật nào dưới 200 người cả. Thì các vị hình dung coi là cái điều kiện vô cùng thuận lợi là điều kiện của các cô làm đạo trên đất nước này. Tại sao ta không lợi dụng vô vàng những thuận lợi này để mở rộng con đường tu tập của chúng ta? Cái thuận lợi thứ tư, thưa các vị, nó vô cùng là rộng mở để cho các vị có thể tiếp xúc được, đó là cái năng lực của các cô. Nếu học ngoại ngữ thì học mau các ông rất nhiều nha. Đa phần những người giỏi về ngoại ngữ là các cô cả. Dường như cái đầu của họ, cái khả năng tiếp nhận về ngôn ngữ nó rất là nhanh. Đệ tử của ông cụ Lần Mai có những đứa mà nó tới 7 ngôn ngữ nó đều thông thạo cả. Thậm chí là Liên Hợp Quốc mời nó vô mà nó không thèm vô, nó đi tu thôi. Và cái điều này mình dẫn chứng để thưa với nhau một điều là cái con đường thuận lợi nhất để học hành thì cũng là con đường các cô có thể mày mò. Thế thì tất cả những điều kiện thuận lợi này nó có thể làm thành được một cái sinh hoạt của ni chúng lớn mạnh trên đất nước này chưa? Đủ rồi đó. Nhưng mà nó có một yếu tố thiếu là thiếu cái chi, các vị biết không? Thiếu những tấm lòng thôi. Thiếu những tấm lòng. Ví như có những tấm lòng mở ra và có thể dung được, có thể nuôi dưỡng được, có thể đào tạo được, thì tự nhiên là hình thành một cái ni đoàn rất là mạnh trên đất nước này. Cái điều kỳ lạ là lòng thì ai chẳng có, nhưng mà tìm được một tấm lòng đủ lớn, đủ bao dung, đủ nuôi người dường như hơi hiếm. Mình chỉ cần bỏ đi những cái điều nhỏ nhoi phiền muộn và những cái ganh tị không cần thiết và những cái xung đột rất là vụn vặt, thế thì mình có thể làm được cái chuyện đó vỡ trời, chứ không phải là cái chuyện nhỏ nhỏ giữa trần gian này, thưa các vị. Mình còn chưa thể sống với nhau được 4-5 người thì đừng hòng nói cái chuyện làm được việc gì nhiều hơn, thưa các vị. Chỉ cần vài ba người thương yêu nhau thật tình, sống được với nhau cho nó hài hòa, thế thì các vị làm cho một vùng năng lượng này nó đỏ hồng lên và mọi người đều muốn nương về. Kỳ thực là nhân gian nó đầy nóng bức, đầy khó khăn. Ở nhà có khi họ tiếp xúc với bao nhiêu cái điều căng thẳng. Thế rồi họ tới chùa, họ chỉ cần nhìn các vị cười, nghe các vị vỗ về vài câu, hỏi thăm là chị ở nhà có khỏe không? Thôi chị ở đây đi chơi với chúng tôi. Họ chỉ cần vài lời, không phải ngọt ngào, bằng cái nghệ thuật nói và bằng cả tấm lòng, thì thưa các vị, người ta sẽ đến đây, người ta ở với các vị, người ta sẽ sinh hoạt với các vị rất là bình thường và họ rất hạnh phúc khi được đến với trung tâm tu học của ta. Tóm lại, bao nhiêu thuận lợi ta đã có, nhưng mà tấm lòng thì dường như chúng ta chưa chịu mở ra. Ví như mỗi người chịu mở một chút thôi nghe, không cần mở hết cánh cửa đâu, mở chút thôi. Thì 100 người mở 100 chút cánh cửa thì các vị đã làm thành một cái trung tâm tu học đủ để giàu có về năng lượng yên bình, giàu có về cái năng lượng hạnh phúc để cho người ta nương về như một bóng cây đại thọ. Người ta sẽ nương về với các vị một cách vô cùng là dễ dàng. Và ai biết đâu rằng khi mình tạo được một chút gì cho người, mang chút hạnh phúc gì cho người, thì cái món quà đó là hạnh phúc nó sẽ trở lại mình. Trong trần gian á, nhiều đời sống mà vô cùng là cần thiết. Cần thiết cái mái chùa, cần thiết sự vỗ về an ủi của các vị, cần một cái chỗ tựa nương chứ không phải là không đâu nghe. Họ có thể có tiền, họ giàu có, họ có chồng, có con hoặc có vợ, có danh có lợi, nhưng mà thưa các vị, đời sống bên ngoài nó tràn đầy những cái sự bất hạnh, chứ nó không phải như chúng ta nhìn ngắm đâu. Cho nên họ rất cần một cái trung tâm, một cái già la, một nơi chốn tu tập để họ nương về. Chỉ cần họ ghé lại chùa 1 giờ, 2 giờ, 1 buổi, 2 buổi thôi, họ cũng lắng dịu đi hết những cái bất an, những cái bất hạnh của đời người. Họ rất dễ, họ lấy tất cả những điều đó họ bỏ xuống rất là dễ dàng. Ngài Tinh Vân, Ngài có một câu nói vô cùng hay.
Ngài nói rằng Ngài quan niệm chùa là cái trạm xăng thôi. Trong cuộc đời trần thế, những người nhân gian họ chạy hao xăng hết cạn nhiên liệu rồi, cho nên họ cần ghé lại chùa, họ đổ một chút nhiên liệu để họ tiếp tục đi cuộc đời họ cho hết. Thưa các vị, nó hao năng lượng cuộc đời là do buồn, do giận, do ghét, do thương, do bất an, do sầu muộn, do thất vọng, do tuyệt vọng, hết xăng đó. Họ chỉ cần ghé lại chùa để làm chi? Các vị chỉ cần an ủi, vỗ về, ngọt ngào, chia sẻ hoặc dạy họ một vài pháp môn hành trì thôi là cứu được một mạng người rồi, các vị có biết không? Và đâu có khó khăn chi? Tôi là ông thầy Tăng. Thưa các vị, tôi có cái bệnh nói năng thì nó dễ mất lòng người, chứ còn không làm cho người ta thương. Tôi mà dịu ngọt và có cái dáng hiền dịu như mấy cô thì tôi làm cho trời đất cũng phải thương tôi nữa, chứ không phải con người. Chắc vậy. Đó là những thuận lợi ta có. Thưa các vị, cái điều thứ ba mình cần thưa với các vị đó là có hai cách trong đời sống của người ta. Một, người ta sống hết mình vì kỹ nha. Hết mình vì kỹ. Hai là hết mình vì tha. Thế rồi mình hỏi với nhau là người tu mình vì kỹ hay vì tha? Mình phải sống cả hai, hết mình nha. Vì kỹ là chi? Thưa các vị, mình hành hạ mình tới gần này chưa đủ. Cái hành hạ tội nhất là có những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó không đáng mà tự mình dìm đời mình trong những cái nỗi buồn rất là sâu, nhận chìm đời mình thì rất là tội nghiệp. Cho nên vị kỷ đầu tiên là các vị hãy thương mình cho đủ, hãy lấy đi những cái buồn phiền, giận tức, bất an của mình ra khỏi tâm thức mình để cho lòng mình thanh thản và thênh thang. Vị kỷ như vậy đi. Mình chỉ có mỗi một cái mạng mọc này thôi chứ có phải hai mạng đâu. Thế mà mình không thương mình cho đủ, hành hạ nó để cho nó chết sớm, thế thì các vị không vị kỷ. Các vị chỉ có một tuổi thọ giữa trần gian này chứ các vị không thể có một tuổi thọ thứ hai. Và thưa, chúng ta đã trải hà sa kiếp trong cõi tử sinh để có được một hình hài này, chứ không phải là dăm ba kiếp rồi mình có được một thân người đâu. Ấy vậy mà trong kiếp này mình đã luyện đời sống mình vào cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, vẩn vơ, vào cái chuyện lợi và danh, vào cái chuyện rượt đuổi hướng ngoại. Thế rồi tới cái lúc mà các vị giác ngộ rằng mọi thứ quanh ta, mọi thứ bên ta, mọi thứ trong ta đều ra đi. Thế nào là quanh ta, thế nào bên ta, thế nào trong ta? Quanh ta là này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này tiền vài ba triệu gửi trong công văn, có phải của ta đâu. Khi ta trả hình hài về cho các bụi hơi thở không còn thì của đó. Nếu mà không kịp di chúc lại thì thành của ai? Của chính phủ rồi. Bên ta là cái chi? Này người ta thương, này con cái của ta, vân vân. Đó là những người gần bên ta nhất. Chưa nói chồng các vị, vợ các vị, hãy nói con các vị đi. Các vị mang nó trong người, các vị thương nó từ cái lúc cái hạt mầm chút xíu rồi nó ghé lại thai bào của các vị. Đến lúc nó có mặt giữa trần đời, từng giọt sữa mình cho nó uống là từng tế bào mình vỡ ra để nuôi dưỡng nó. Mình quan tâm tới nó giống như mình gắn liền đôi mắt mình vào cuộc đời nó, từ lúc nó đi vào trường cho tới lúc nó ra trường, cho tới lúc nó có vợ có con, mình đều để cái tấm lòng của mình bên cạnh đó. Đó là người bên mình gần nhất đó. Thế rồi khi các vị nằm bệnh, thở thoi thóp trên giường bệnh, các vị nói con à, con cho mẹ hơi thở thì mẹ sống với. Nó cho không? Nhiều lắm thì các vị chết thì nó đứng nó rõ vài giọt nước mắt khóc lấy lệ. Rồi sau đó là nó lật hồ sơ coi là mình có di chúc gì cho nó không, nhà cửa mình có di chúc cho nó không, chứ còn nào hề nó bận tâm chi. Chuyện bận tâm của nó là vợ của nó, con của nó, chứ còn các vị ra đi thì nó còn mừng nữa, đỡ nuôi thêm một người ở trong đường sinh hoạt, mỗi tuần bắt đi vô rất mệt. Chuyện đó là sự thật. Đó là cái bên cạnh của chúng ta, cái nó thân thiết với chúng ta. Cái bên trong của các vị là cái chi? Hình hài này, phải không? Ta thương nó đến đổi là ta lựa món ngon vật lạ cho nó, nuôi dưỡng nó tới ngần này, trân quý nó. Thế nhưng mà thưa các vị, mình có muốn già đâu mà nó cứ già, mình có muốn bệnh đâu mà nó cứ bệnh. Vài ba năm nhìn lại tấm hình mình chụp, mình thấy ồ, hóa ra là mình hồi đó cũng xinh xắn dễ coi, bây giờ sao nó tệ thế này. Và thưa các vị, dù muốn dù không thì tuổi già nó cũng đẩy các vị dần dần để các vị chìm vào cái bệnh và cái chết.
Tới lúc đó mình mới hối hận là mình đã không làm gì được cho mình cả. Mình tàn phá mình là một nè. Mình vùi cho một sinh mạng của một đời đáng quý này vào cái chốn vô thường mịt mùng. Mình rượt đuổi những cái bên ngoài, cái bên cạnh. Và cuối cùng thì thưa các vị, cái sự thành đạt nhất định đó là mình chìm trong cái chốn mịt mùng theo với một đống nghiệp xấu ác. Thế thì vị kỷ đầu tiên đó là hãy nhận ra đời sống này vô cùng đáng quý. Trải hà sa kiếp mới có được một đời sống này. Cho nên hãy trân quý mạng sống này. Gần đó là chi? Tu tập từng ngày. Nhìn xa hơn đó là chi? Hãy làm cho tràn đầy thiện pháp trong một đời này. Đó gọi là vị kỷ nghe. Thế rồi, cái điều vị kỷ mà đúng chánh pháp thì nó làm thành vị tha. Tại vì khi các vị thương các vị cho đủ, các vị làm cho phiền não rơi rớt, lòng các vị tràn đầy niềm vui phúc lạc trong cuộc sống đời thường này, thì ai là người hưởng cái thành quả do công trình tu tập của các vị thành đạt đây? Người gần các vị nhất, con các vị, chồng các vị, vợ các vị, bố các vị, mẹ các vị chứ ai? Các vị mà tu tập được, chuyển hóa được, thân tâm các vị có được sự bình an và phúc lạc, thì cái món quà nó không ai tặng cho các vị không, mà nó tặng cho những người gần nhất các vị hưởng trước. Mình hình dung rằng trong cái căn thiền đường này, ban đêm mà đèn mở rực sáng, trừ phi đóng hết cửa không còn một khe nhỏ nào, thì quả mai người ta mới không biết đèn trong đây sáng. Nếu có một ô cửa sổ nào hé ra thì ánh sáng liền soi ra bên ngoài. Nó đâu có phải là nó từ đây nó chiếu về tới Kali. Ánh sáng nó có mặt nơi đây thì sân này nhờ nè, đường này nhờ nè, người đi ngang qua đi ngang về nhờ. Năng lực tu của các vị điều đầu tiên là nó tỏa sáng nơi tự thân các vị trước. Rồi tùy vào cái khe hở nơi mắt của các vị, nơi mũi các vị, nơi miệng các vị, thì ánh sáng nó liền đến với chung quanh. Điều mình muốn nói hàm cái nghĩa rằng tâm các vị thuần thiện, năng lực tu các vị có mặt, thế thì người thân các vị dù các vị không muốn truyền đạt cái điều gì hạnh phúc đến họ, hạnh phúc nó cũng tìm mọi cách nó đụng vào, chạm vào trái tim của người kia. Chuyện đó là tự nhiên thôi. Nếu các vị không tu, nghĩa là không thương mình cho đủ, không sống với cái tình trạng vị kỷ đúng chánh pháp thế này, thưa các vị, lòng các vị chất ngất phiền não và khổ đau, thế thì nó tìm cái chi nó chạm vào người ta. Nếu năng lực bồ đề tâm nó có một con đường tự tìm để chạm tới trái tim của người, thì năng lực của phiền não khổ đau nó cũng tự động nó chạm vào trái tim của những người gần ta nhất nghe. Ta buồn phiền, ta giận tức, ta bất an, ta chìm trong khổ não, thì dù ta không nói, dù ta cố tình nghiến răng cắn nó lại, nhưng mà nó cũng tìm mọi cách nó chạm vào gia đình ta, người thân ta, và cả một cái không gian môi trường đời sống ta nó u ám như một cái loại địa ngục. Thế thì thưa đại chúng, hãy sống hết mình nghĩa là chi? Thưa các vị, hãy vị kỷ hết mình, hãy biết trân quý đời sống mình. Đừng tưởng là khi các vị tu tập chuyển hóa phiền não của các vị rồi người thân các vị không nhờ. Thưa các vị, vị kỷ vị tha là một. Ai có khả năng sống được với chánh pháp, ai có khả năng tu tập và hành trì được chánh pháp, thì người đó không cần làm chi, cái năng lực vị tha nó cũng đến với họ. Và đường thứ hai, thưa các vị, người nào hết mình vì người, không bận tâm gì, không cần tính toán chi chuyện của mình cả, hãy vì người, chân tình với người, chân chất với người, yêu thương người, thì người đó cũng làm cho năng lượng tâm thức của họ nó tràn đầy thiện pháp và niềm vui. Thế cho nên điều cuối cùng, thưa các vị, hãy sống hết mình trong hai cách thế như thế này: một là vì người, chân chất vì người; hai là vì chính mình trong con đường tu tập. Thì các vị cùng một lúc các vị làm được bao nhiêu ngàn việc chứ không phải một việc. Đúng 11 giờ nữa.